Ok, thì cái mình review lại á, thì thằng nó khác biệt nhau là cái đường feedback này. À. Và cái đường feedback này á, nó sẽ dẫn tới một cái tên gọi khác của nó luôn. Feedback Control System, hệ thống điều khiển. À, em chỉ tới vì là điều khiển hồi tiếp. À, hồi tiếp. À. Hoặc là em có thể là bởi vì nó đóng cái vòng open loop lại á, thì nó có thể gọi là điều khiển kín. Close loop. Ok, hiểu được hết. Ok mà. Về nó có hai cái tên như thế. Sau này tụi em sẽ học thêm nữa là ở đây á, là cái tín hiệu này, nếu giả sử ở đây là dấu cộng và thằng kia là dấu trừ, thì chúng ta sẽ có một cái chia ra là nó sẽ có loại là negative feedback và positive feedback. Ok. Negative feedback và positive feedback. Ok. Vậy thì em sẽ dịch tới tiếng Việt là hồi tiếp âm hoặc là hồi hay hồi tiếp dương là như thế. Ok, không phải lúc nào cũng nó cũng là ở đây là dấu trừ hết nha tụi em, nó có thể là dấu cộng. Nếu nó là dấu cộng, nó là positive feedback, là hồi tiếp dương. Ok, rồi cái thứ hai thì một số ví dụ thì thầy nghĩ là các bạn đã nắm được hết, thầy không không có muốn nói gì nữa. Video này coi chưa? Lớp mình coi chưa? Các bạn coi những video thêm nha. Và trong mỗi cái video á, thầy không không muốn chèn vô nữa thì kêu các bạn có một cái link này, cho các bạn lên các bạn coi luôn. Understand the control system mà của MATLAB của công ty này. Ok. Thì tụi em xem thêm. Khá là hay đấy. Rồi cái review tiếp theo của thầy là thế nào? Chúng ta sẽ có hai loại open loop. Control system và close loop. Control system. Vậy là các bạn thấy rõ ràng rằng là thằng ở trên nó đơn giản hơn, dễ hơn. Nhưng thằng ở dưới nó mang lại nhiều cái lợi ích hơn. Chất lượng điều khiển nó cao hơn. Em đã tự rút ra rồi. Vì vậy, người ta tập trung, người ta phát triển các thuật toán, các bộ điều khiển về cho thằng close loop, chứ không ai đi phát triển quá nhiều về cho thằng open loop. Bởi vì người ta cần enhance cái performance nó lên, enhance cái kết quả lên, enhance cái tính hiệu năng của nó lên, thì người ta phải đầu tư thuật toán, người ta phải đầu tư vào controller, có thể là controller càng nhanh lên, xử lý tốt hơn nha. Đó thì người ta sẽ tập trung vào điều khiển vào close loop. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng học về nó nhiều, chúng ta không học về open loop nhiều. Open loop quá đơn giản để cho chúng ta học, quá đơn giản đó. Vậy thì á, trong cái close loop này nè, thì các bạn sẽ phải chú ý rất là nhiều ở cái thằng feedback. Các bạn phải chú ý rất là nhiều ở thằng feedback, bởi vì đây là cái đối tượng điều khiển, thì nó có thể là có cơ cấu chấp hành actuator, nhưng mà nó có thể một cơ cấu chấp hành, hoặc là nó có thể có nhiều cái cơ cấu chấp hành nhé, nối tiếp như thế này lại nhiều nữa ha. Và nó có một cái bộ controller. Ok, thì em có thể gom hai thằng này là một cũng được. Sau này ở lecture 6 thì chúng ta sẽ học cách để gom nó lại. Ok, thì process, actuator, control. À, mình sẽ viết tắt vào những khối này. Thì một trong những cái đường mà các bạn quan trọng cần chú ý và quan trọng nhất đó, là sensor để feedback về. Vậy thì bạn phải nhớ ra một điều rằng là cái đầu ra này nè, nó là output. Một cái đối tượng nó không phải chỉ có một cái output mà nó có thể nhiều cái output. Vậy thì bài toán chọn cái output là gì, nó cực kỳ quan trọng. Anh muốn điều khiển một cái DC motor. Ok, chỉ nói là điều khiển DC motor thôi, chưa đủ. Anh muốn điều khiển cái gì của DC motor? Anh muốn điều khiển tốc độ góc, hay anh muốn điều khiển góc quay, hay anh muốn điều khiển mà nó quá nhiệt độ thì nó sẽ tự động nó off lại nhiệt độ, hoặc là bất kỳ thằng cao khác. Anh muốn điều khiển moment, anh muốn điều khiển công suất. À,
thì nó phụ thuộc vào thằng output. Và thằng output này, cái bước đầu tiên của em phải chọn là phải cho nó chính xác đã. Nếu em chọn sai cái output em feedback về, thì gần như thằng sensor em thiết kế sai. Bởi vì em đã muốn điều khiển tốc độ mà em lại ra muốn cảm biến nhiệt độ, nó không hợp lý. Và em thiết kế theo nó càng không hợp lý nữa. Thì cái bước đầu tiên của tụi em cần xác định rõ coi là mình sẽ sử dụng input gì và output gì để điều khiển vào cái đối tượng này. Đây là một cái bước cực kỳ quan trọng. Nếu em làm bằng cái điều khiển DC motor rồi á, em sẽ nhận thấy rằng là mình có thể điều khiển dòng hoặc là điều khiển áp. Nhưng em có biết rằng điều khiển dòng nó rất là khó không? Nghe nói thì nói lý thuyết thì rất là dễ, nhưng thực tế điều khiển dòng cho cái DC motor rất là khó, tốn rất là nhiều thời gian. Và chúng ta sẽ điều khiển là điều khiển áp. Vậy thì chúng ta điều khiển áp như thế nào? Thì các bạn cần phải research về cái vấn đề của DC motor như vậy. Chúng ta phải chọn được cái thằng input, chúng ta phải chọn được cái thằng output, phải rõ ràng và phải clear cái vấn đề này để thì chúng ta mới build được cái hệ thống tiếp theo, build lên tiếp tục. Còn đối tượng điều khiển chúng ta xác định sai, đầu vào xác định sai, đầu ra xác định sai, chắc chắn chúng ta sẽ build được một hệ thống fail từ đầu là fail luôn rồi nha các bạn. Đó là một cái remark của thầy nha, dặn dò cho các bạn nha. Chú ý giùm thầy, phải xác định được đúng đối tượng. Xác định đúng đối tượng xong, xác định coi đầu vào là gì, đầu ra là gì. Ok, đầu vào là gì, đầu ra là gì, rồi chúng ta mới có thể build cái hệ thống tiếp được. Đây là một cái dặn dò và phải ghi nhớ để sau này chúng ta có một cái project của môn học thì các bạn phải nắm bắt được cái vấn đề đó. Ok, cái thứ hai, cái điều dặn dò thứ hai, muốn review thứ hai lại là cái vấn đề về một cái đối tượng điều khiển đấy. Nó không phải, nó có những dạng này. Nó có dạng đầu tiên là một đầu vào và một đầu ra. Nó chỉ có một đầu vào thôi và một đầu ra thôi. Hoặc là nó có nhiều đầu vào và đầu ra, nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến một cái thôi. Chúng ta chỉ quan tâm đến một cái nha. Thì chúng ta gọi cái hệ này là hệ seesaw, là single input, single output. Hệ seesaw, em chọn một đầu vào, em chọn một đầu ra. Hệ thống này rất đơn giản như thế này thôi. Ok, đó là trên cái thằng đơn giản nhất. Cái thằng tiếp theo á, nó có một cái đầu ra thôi, nhưng cái mà mình cần được khiển là nó lại tác động đến hai cái đầu vào hoặc là ba cái đầu vào. Giả sử như cái mình điều khiển công suất của động cơ đốt trong vài ví dụ thầy đã nói rồi đúng không? Nè, rõ ràng là chúng ta không điều khiển là cái nhiên liệu nữa, ngoài ra chúng ta phải điều khiển cái góc đánh lửa nữa. Như chúng ta phải điều khiển cái lượng không khí nạp nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái đầu vào và chúng ta chỉ quan tâm cái công suất đầu ra để chúng ta đi điều khiển. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ gọi là multi input và single output. Ok. Rồi, cũng có thằng chúng ta đi điều khiển điện áp. Nhưng mà chúng ta điều khiển điện áp cho cái động cơ DC motor, chúng ta điều khiển tốc độ. Hoặc là chúng ta đi điều khiển góc quay, nhưng kèm theo đó chúng ta phải giám sát cho cái motor này nè, nó phải feedback về là lại. Giả sử như nó quá nhiệt độ thì chúng ta sẽ shut off nó, shut down nó. Hoặc là nếu nó quá nhiệt độ thì chúng ta sẽ phải cho nó chạy ở dưới một cái giải tốc độ thấp hơn. Vậy thì chúng ta cái bài toán chúng ta đây là single input và multi output, đúng không? Chúng ta chỉ điều khiển đầu vào thôi. Hồi nãy chúng ta chỉ dùng cái điện áp để chúng ta điều khiển hai cái thông số đầu ra thôi. Và cái dạng thứ ba là cái dạng mà gần như ở trong cái cuộc sống của chúng ta, máy móc của thiết bị của chúng ta đa phần hiển thị lên ở đây đang sử dụng, là tôi có nhiều cái đầu ra cần anh phải xử lý điều khiển, và tôi cũng có nhiều cái đầu vào để cho anh xử lý. Thì cái hệ này nó gọi là MIMO, multi input và multi output. Như vậy á, nó sẽ có bốn cái kiểu hệ thống như thế này ở trong cái phần điều khiển hệ thống điều khiển là số 4 cái loại. Nhưng rất may mắn của chúng ta là chúng ta là những người mới bắt đầu, chúng ta sẽ focus vào phần này đầu tiên. Trong tất cả các ví dụ
trong tất cả cái hệ thống, chúng ta chỉ tập trung vào phân tích cái CISO thôi, single input single output, để cho cái bài toán đơn giản cái đã, chúng ta làm được những thằng đơn giản cái đã rồi chúng ta mới phát triển ra những thằng khác. Và cái câu chuyện phát triển ra những thằng khác không nằm trong cái course của môn học này nghe tụi em, bởi vì điều khiển nó là một chuyên ngành luôn, nó là một cái mảng luôn. Và nếu bạn nào có cơ hội, bạn nào có điều kiện thì các bạn đi tiếp những cái bước tiếp theo. Còn trong môn học này của chúng ta sẽ chỉ giới hạn đơn giản lại ở cái vấn đề về CISO thôi, single input và single output thôi. Ok. Rồi cái bài này, cái điều này thầy cũng đã nhắc trong cái lecture của thầy rồi. Nếu bạn nào nhìn cái slide số đây, slide số 7, thì em sẽ thấy được cái vấn đề là multivariable control system, nó là như vậy. Cái điều thứ hai thì muốn nói tiếp, nó là multi-loop. Đây, multi-loop đây, nó là gì? Thì bắt đầu nha, mình phân tích tiếp một cái ví dụ nữa. Đó là multi-variable system rồi. Bây giờ mình sẽ đi bên cái multi-loop nè. Bây giờ mình phân tích nè. Trong cái ví dụ về cruise control mà mình đã trao đổi với các bạn ở trong video, thì chúng ta có một cái bài toán là để điều khiển được cái xe. Chúng ta quan tâm đến cái thằng đầu ra là tốc độ xe, đầu vào là moment hoặc là lực gì đó. Thằng này, cơ cấu chấp hành của chúng ta là chúng ta đang đi điều khiển cái engine. Chúng ta đi điều khiển cái engine. Chúng ta đi điều khiển cái thằng, đây là controller của chúng ta, CCS controller. Và em cũng có một điều feedback về rõ ràng thằng này là cảm biến tốc độ xe là vehicle speed sensor. Feedback về như thế này. Ok. Và thằng cái xe này điều khiển cái thằng bướm ga. Để đưa thằng bướm ga. Cho ra cái lực hoặc cái moment. Và đây cả cái bộ này mình kết luận nó là open loop. À xin lỗi, là closed loop. Ok. Tuy nhiên chúng ta bóc tách một cái thiết bị một cái đối tượng của chúng ta, và chúng ta kết luận là cả cái thằng này là closed loop control system. Ok. Và thằng này của chúng ta này đóng vai trò là một cơ cấu chấp hành. Đầu vào của nó là bướm ga, đầu ra của nó là moment. Tuy nhiên nếu chúng ta lấy một thằng này ra, đem ra ngoài chúng ta phân tích, thì cái engine nó đâu chỉ có đơn giản như vậy. Đâu cái engine chỉ có đơn giản là đầu vào là bướm ga, đầu ra là moment hoặc là torque hoặc là lực gì gì đó. Cái engine nó đâu có đơn giản như vậy. Nó còn bị tác động với nhiều cái đầu vào khác, nhiên liệu gì gì nữa chứ em. Khối lượng khí nạp, nhiên liệu, thời đèn đến lửa đấy chứ. Nó có nhiều cái khác. Và chúng ta lại xem tiếp nè. Nếu engine nó phức tạp như vậy, em lấy một thằng cái bướm ga này ra thì nó cũng chẳng có đơn giản lắm đâu. Cái thằng throttle của em á, em đã biết nó rồi đúng không? Em đã biết thằng, cái thằng throttle của em á, nó là thế này, nó nằm ngay cái đường ống nạp đi vào á. Ok không? Đi vào động cơ. Và người ta sẽ bố trí ở đây á, một cái motor. Người ta bố trí ở đây một cái motor. Trước đây nó làm cái gì? Trước đây á, là nó sẽ có một cái cọng dây cable. Đúng không em? Nó cọng dây cáp để nó kéo vô cái bàn đạp của em. Nhưng mà sau đó là cái này mình đang nói cái đây là cái hệ thống bướm ga điện tử á, thì mình sẽ không còn cái thằng này nữa. Ok. Và người ta sẽ gắn ở đây một cái motor, và ở đây là DC motor nha. Nhưng mà em có biết rằng cái thằng DC motor nó không thể điều khiển chính xác được cái góc của nó. Em các bạn để mình lấy cái này cho các bạn coi. Cái góc này nè. Em không thể điều khiển chính xác góc của nó được.
Giả sử tôi trong cái bài toán của tôi muốn cái góc mở bằng 30 độ, 15 độ, 45 độ hoặc là về 0 độ, làm sao anh có thể điều khiển chính xác cho tôi được? Anh có thể điều khiển chính xác được. Vậy thì nó làm sao? Nó sẽ có một cái hệ thống điều khiển kính ở đây nữa, nó làm một cái nhiệm vụ là chỉ điều khiển thằng này là một cái hệ thống kính luôn. Thằng này bản chất của nó là một cái hệ thống kính. Nha. Vì vậy nó sẽ trang bị thêm một cái hệ thống nó gọi là TPS, là Throttle Position Sensor. Tôi cần phải biết được cái góc quay của cái bấm ga này bằng bao nhiêu. À, tôi sẽ gắn cái cảm biến góc quay ở đây để đi xem như gì. Tôi điều khiển cái bấm ga này, cái đồng tiền này nó đúng cái giá trị tôi mong muốn. Và khi nó off lại á, tôi cũng không muốn là nó cũng không nó đi lỗ hoặc là mở ra chỉ 90 độ thôi, chứ đừng có lên 180 hoặc đừng có lên 120 nha, nó sẽ bị gãy. À, như vậy trong đây nó bản chất của nó lại là một cái bộ điều khiển kính nữa. Và như vậy em sẽ thấy rằng là cái hệ thống của chúng ta nó bị lồng vào nhau, lồng ghép vào nhau. Trong bài toán điều khiển Ruy Control, bản chất của nó ở tổng thể nó là một cái bài toán điều khiển kính. Nhưng trong cái bài toán điều khiển kính nó có những cái thành phần nhỏ, những cấu tạo nhỏ, là trong cái đó nó lại có những cái thành phần nhỏ khác nữa, điều khiển kính khác nữa. Vì vậy nếu em quay trở lại cái trang số 7 á, em sẽ thấy rằng là multi-loop feedback. Có nghĩa điều này có nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là đợi thêm xíu. Điều này có nghĩa là sao? Các hệ thống, cái vòng loop nó có thể lặp lại, nó có thể lồng vào nhau được. Giả sử như em muốn điều khiển một cái xe, cái con robot chẳng hạn, à, nó chạy một cái quãng đường bao nhiêu đó thì nó dừng hoặc là nó quẹo trái hoặc quẹo phải, thì cái bài toán của em ở dưới này em phải đi điều khiển cái motor em có thể điều khiển kính là một cái vòng nhỏ, sau đó cái con robot của em được điều khiển một cái vòng lớn hơn là cả cái con robot. Ok, vậy thì nếu em sẽ thấy là có những cái vòng vòng loop nó chồng kéo vào nhau, mình gọi là inner loop là cái vòng ở bên trong và outer loop là cái vòng loop ở bên ngoài. Ok, và nếu mà mình suy nghĩ lại một cái cách mà đơn giản hơn đó, thì mỗi cái inner loop và một cái inner loop này nè đều là một cái đối tượng hết. Đây nè, là một cái đối tượng hết. Đó, nó đều là một cái đối tượng hết. Và một cái đối tượng đó, thì nó có đầu ra và nó có đầu vào, nó đều là một cái process hết. Chúng ta có thể đơn giản nó thành một cái đối tượng. Vậy thì nếu mà thằng này vẽ lại á, thì nó chỉ có thằng controller 2, một cái thằng đối tượng mới feedback về, và chúng ta sẽ có một cái thằng sensor 2 chúng ta đưa về đây như thế này thôi. Ok không tụi em? Ok không? Đó. Ok không? À, chỗ này hơi bị mất à. À, đó đó là cái điều thầy muốn nói trong đây. Chúng ta sẽ có nhiều cái dạng điều khiển chúng ta sẽ có nhiều cái vòng nó lồng vào nhau nữa, bởi vì các hệ thống sẽ trở nên rất là phức tạp. Trong cái điều khiển motor đó, nó có thể là vòng trong vòng ngoài cùng, vẫn có thể điều khiển tốc độ, nhưng vòng trong là mình lại đi điều khiển theo cái dòng điện. À, nó có những cái vòng phức tạp nó lồng vào nhau như vậy. Ok, à, và rõ ràng cái hệ thống điều khiển ở bên ngoài, nếu các máy móc ở bên ngoài á, em phải nhìn nó một cái cách đúng đắn. À, chứ mọi thứ cũng không có hẳn là đơn giản như thế này đâu. À, chúng ta học á, thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta sẽ đơn giản hóa cái vấn đề đi. À, khi mà em ra ngoài em gặp thực tế á, thì em phải cố gắng là cũng đừng phải có quá phức tạp nó lên, nhưng mà phải nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Trong cruise control, giả sử cái bài toán đơn giản thế này đó, đó nó nằm trong, nó có một bài toán throttle, cái bài toán điều khiển bướm ga, nó cũng là một cái vòng kính, nó nằm trong cái bài toán tổng thể đó. À, cái bài toán điều khiển nhiên liệu nó cũng là một cái bài toán như vậy, bài toán điều khiển về điều khiển về cái gì nhỉ, điều khiển về phun nhiên liệu, điều khiển về lửa, thời điểm đánh lửa, nó cũng thuộc vào là như vậy. Và bản chất cái bài toán điều khiển engine nó cũng là một cái điều khiển kính nữa, điều khiển kính nữa, nó có nhiều cái vòng loop nó lồng lồng vào nhau nữa. À, nó mới ra được cái xe. À,
Và khi ra được cái xe rồi á, là chỉ nó chỉ là một cái xe đó, chỉ là một cái đối tượng điều khiển thôi. Cái vòng lúc ở ngoài lớn hơn hơn đó, nó lại là cái thằng cruise control. Rồi, ok. Đó là cái thầy muốn review lại cho các bạn coi. Rồi, sau đây mời các bạn có đặt câu hỏi gì không thì xin phép mà các bạn raise your hand và đặt câu hỏi.